Kính chào quý vị, các bạn. Đức Trung Auto xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn một chiếc xe Vios E sản xuất năm 2016 mới về bên chợ ô tô miền Bắc. Xe thì còn rất là đẹp. Bên em thì chuyên kinh doanh các cái dòng xe đã qua sử dụng. Ai muốn mua ô tô hoặc là muốn bán thì quý vị anh chị liên hệ với Đức Trung theo số điện thoại là 0965 951 955. Để cần xe thì bên em cũng có rất nhiều xe, từ 2 chỗ đến 16 chỗ, từ vài chục triệu cho đến 5-600 triệu. Rất nhiều xe để cho quý vị anh chị các bạn có thể lựa chọn cho mình một cái con xe nó phù hợp với cái điều kiện của mình. Đấy. Do cái điều kiện thời tiết trời hôm nay nó còn rất là nắng, xe này vừa mới về chưa được dọn dẹp vệ sinh, xe nó vẫn còn hơi bẩn. Trước mắt quý vị anh chị các bạn thì đây là một chiếc xe Vios E xịn sản xuất năm 2016. Xe thì còn rất là đẹp. Xe thì được trang bị phanh đĩa 4 bánh, số sàn. Lốp thì còn tương đối là đẹp. 4 lốp như nhau. Xe cam kết này không một lỗi nhỏ. Đây mời quý vị chúng ta cùng xem cái phần nội thất. Phần vô lăng này, củ số này, ghế da rất là phong cách, sạch sẽ thơm tho, trần lý nguyên bản. Đây là các cái đường gân của cánh cửa. Táp ly cánh cửa. Chiếc xe này không taxi dịch vụ, một chủ từ mới. Gương kính chỉnh điện này. Đây là phần chỉnh gương điện. Còn đây là phần kính điện 4 cánh. Quan sát thêm cái phần cốp sau của xe. Cốp xe thì rất là rộng rãi. Chưa hề có cái sự sọc sạch. Đấy, lốp dự phòng. Lốp dự phòng rồi là kích. Các cái dụng cụ theo xe rất là đẹp. Đây là phần keo chì của cốp sau. Rất là đẹp. Cái phần lốp của phần cua lốp. Phanh đĩa. Keo chỉ của cánh đằng sau bên phải. Táp ly đây rất là sạch sẽ, đẹp đẽ. Chủ sử dụng thì rất là cẩn thận, cho nên chiếc xe này
lỗi thất màu kem nhưng mà rất là sạch sẽ thơm tho. Xe pháo thì hầu như là chưa có cái sự chảy xước, rất là đẹp. Đây, cánh này bên phải táp ly đây, keo chỉ. Quý vị anh chị các bạn ai quan tâm đến cái xe này thì gọi điện theo số điện thoại 0965 951 955 hoặc là kết bạn Zalo cùng với số điện thoại trên để biết thêm thông tin. Đây, đây là phần tắp lô. Đầu DVD nguyên bản này. Đấy, số sàn, củ số phanh tay này. Do ít sử dụng cho nên là khi các cái chi tiết này nó chưa bị mòn. Tì tay này rất là đẹp. Tiếp đến xin mời quý vị ta quan sát cái phần động cơ của xe. Đấy, đây là toàn bộ cái phần khoang động cơ. Ắc quy thì đã được thay mới, ắc quy đồng lai. Nhưng mà cái độ bền của ắc quy thì nó cũng chỉ tầm cỡ khoảng độ được 5 năm thôi. Ắc quy xịn theo nhà sản xuất thì nó bền hơn nhưng mà nó còn phụ thuộc vào cái điều kiện làm việc. Thế nhưng mà do chủ xe này trước đây người ta cũng không biết đường người ta vệ sinh cho nên là nó cũng nhanh hỏng. Toàn bộ cái khoang máy này thì nó phủ một cái lớp bụi theo thời gian. Nếu như mà một năm ấy ta biết vệ sinh cái khoang động cơ thì động cơ nó tản nhiệt rất là tốt, nó sẽ kéo dài được cái tuổi thọ cũng như là các cái chi tiết này nó sẽ bền hơn. Không vệ sinh thì nó xuống cấp rất là nhanh. Đấy, một cái điều minh chứng cho cái việc này chính là cái ắc quy này. Nếu như mà vệ sinh mà bảo dưỡng định kỳ thì cái ắc quy này nó chưa phải thay đâu. Đấy, sau này quý vị anh chị các bạn mà có cái điều kiện mua xe thì ta sẽ tham khảo với lại các cái sách hướng dẫn hay là những người thợ người ta bán xe, người ta sẽ tư vấn cho quý vị anh chị các bạn về cái cách bảo dưỡng khoang động cơ cũng như là các cái chi tiết cần phải bảo dưỡng kịp thời để kéo dài cái tuổi thọ của động cơ cũng như là giữ chiếc xe nó sẽ bền bỉ hơn và nó sẽ hoạt động nó hiệu quả hơn. Đấy, đây là toàn bộ cái phần lắp capo. Đấy, cái phần keo chỉ trời nó hơi nắng cho nên là quay nó cũng không được rõ lắm. Quý vị anh chị các bạn này cố gắng tập trung người ta theo dõi thì ta cũng sẽ nhận biết được. Với một cái chiếc xe hãng Toyota mới sử dụng trong vòng khoảng độ 3 năm thì cũng chưa có cái gì để mà phải hỏng hóc hoặc là phải sửa chữa cả. Người ta chỉ bảo dưỡng định kỳ theo cái sách hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất thôi. Đấy, toàn bộ bây giờ Đức Trung sẽ lổ máy lên để quý vị anh chị các bạn sẽ cảm nhận được cái sự hoạt động của cái động cơ. Động cơ đang hoạt động. Đấy, máy phát hoạt động. Quạt gió điều hòa. Lốc lạnh đã hoạt động. Rất là êm ái. Quan thêm cái phần nội thất bên trong. Đấy, điều hòa rất là mát. Đây là các cái công tắc chuyển mạch để chuyển tốc độ gió. Đây là hướng gió. Điều này điều chỉnh cái phòng lạnh, các cái cửa gió. Âm thanh rất là hay.
rất là bốc, tăng tốc rất là nhanh nhạy. Cam kết là chiếc xe này vẫn còn đầy đủ các cái chức năng và không một lỗi nhỏ. Quý vị anh chị các bạn quan tâm sẽ liên hệ với số điện thoại 0965 951 955. Và muốn xem xe thì mời quý vị anh chị các bạn đến km 47 quốc lộ 10 An Lão Hải Phòng. Đấy, cái địa điểm mà ngay giao cắt giữa đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng và cái đường quốc lộ 10 giờ gần chân cầu Tiên Cựu. Thì cuối cùng cũng xin chúc quý vị anh chị các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị các bạn.